mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Top Bí Ẩn, chuyên cập nhật những thông tin nóng sốt nhất hiện nay. Với thu nhập hàng chục triệu đô mỗi năm, các ngôi sao nổi tiếng gần như không có gì ngoài điều kiện. Do đó, họ không tiếc tiền chi vào nhiều thứ khó tin, trong đó có cả việc mua bảo hiểm cho các bộ phận cơ thể, đặc biệt là những bộ phận thương hiệu giúp họ có thể hái ra thêm tiền. Đến cả giới vận động viên thể thao cũng được biết đến với các hợp đồng bảo hiểm hạng khủng. Bây giờ thì hãy cùng Top Bí Ẩn xem thử đó là những ai và họ bảo hiểm những bộ phận nào và bao nhiêu tiền các bạn nhé. Các vận động viên nổi tiếng thế giới mua bảo hiểm cho cái gì? Một dạ dày 100.000 đô. Ai đời lại đi bảo hiểm cho dạ dày đúng không? Mà lại là một vận động viên nữa chứ. Vừa nghe thì có thể nghĩ anh chàng này bị bệnh dạ dày nặng. Thế nhưng đối với một vận động viên ăn thì đây là một việc làm hết sức thông minh. Chàng vận động viên Muang Pakeru Bayashi có thể không phải là một kiểu vận động viên thể thao điển hình. Thế nhưng những người tham gia trong những cuộc thi ăn uống thực ra cũng được liệt vào danh sách những vận động viên đấy. Còn các cuộc thi ăn uống thì lại được tổ chức với quy mô là một môn thể thao lớn và được phát hành trình chiếu tựa như trên kênh ESPN luôn. Chàng trai hiện tại đang giữ 8 kỷ lục Guinness Thế Giới khác nhau về hạng mục ăn hot dog, bánh kem, thịt viên, taco, hamburger, kem, mì Ý và pizza, đang sở hữu một gói bảo hiểm dành cho dạ dày của mình với giá trị 100.000 đô. Cũng rất là nhiều lần anh bị các công ty bảo hiểm từ chối vì công việc của anh đang theo đuổi thì thực sự có quá nhiều rủi ro, lỡ đâu đang bị đau bụng rồi đòi tiền bảo hiểm thì ai đâu mà trả nổi tiền. Hai, GMAT 370.000 đô. Cựu vận động viên bộ môn bóng gậy NFH là một tín đồ của GMAT. Mặc dù vận động viên người Úc này có thể không nổi tiếng bằng những người khác trong danh sách, nhưng dù không biết thì bạn cũng không thể phủ nhận được độ ngầu của bộ GMAT mà ông sở hữu. Cựu cầu thủ này có bộ GMAT vô cùng đặc trưng và được người ta đồn là đã mua bảo hiểm với giá khoảng 300.000 đô. Nhiều người bảo đó là tin đồn nhảm cho đến khi nhiều trang cũng đăng thông tin này lên, kể cả Independent. Thật sự thì trong những ngày còn hoạt động ở đội tuyển quốc gia Úc thì bộ GMAT của ông đã được mua với giá là 370.000 đô. Nghe thì thấy hợp đồng bảo hiểm này điên rồ quá chừng, nhưng nếu có ai đó chấp nhận hợp đồng này và bảo hiểm cho bộ ri thì đó quả là một quyết định khá mạo hiểm và cũng vô cùng có lợi. Khổ chủ thì có lẽ chẳng sợ gì cả, chỉ sợ một ngày tự nhiên mở mắt ra ri rụng sạch cho nên mới lật đật đi mua bảo hiểm ri đấy. Ba, tóc 1 triệu đô. Lại một trường hợp mua bảo hiểm kỳ quái nữa. Người ta gọi ngôi sao bóng bầu dục Mỹ Troy Polamalu, 29 tuổi, là người đàn ông với bộ tóc triệu đô. Vì vào năm 2010, thì bộ tóc độc nhất vô nhị của anh đã được bảo hiểm với mức giá là 1 triệu đô. Khi Troy Polamalu chơi bóng, bộ tóc dài đen và quăn tít được giấu trong chiếc mũ bảo hiểm màu vàng đen, đặc trưng của đội Pittsburgh Steelers. Anh này không chỉ là một cầu thủ bóng bầu dục siêu đẳng mà còn là thần tượng của hàng triệu chị em muốn sở hữu mái tóc quăn dài. Hãng cổ đông Mỹ Procter & Gamble đã bỏ tiền thuê bảo hiểm phòng ngừa rủi ro với giá trị là 1 triệu đô la cho bộ tóc của Troy Polamalu. Lâu nay thì bộ tóc của Polamalu thỉnh thoảng lại là đề tài chế nhạo cho các cầu thủ đối phương. Tuy nhiên, anh này vẫn kiên quyết không đổi kiểu để nhớ đến nguồn gốc Samoa của mình. Nhãn hiệu dầu gội quảng cáo cho biết tóc của Polamalu dày đến nỗi đủ để trải ra trên một trang sân bóng đá và Polamalu thì đã không cắt tóc kể từ năm 2000. Bốn, bàn tay 3,3 triệu đô. Thủ môn số 1, người gác đền của Bayern Munich, thủ môn Manuel Neuer đã được mua bảo hiểm cho đôi tay lên đến 3,3 triệu đô la sau khi nhận được danh hiệu găng tay vàng khi mà giúp đội tuyển Đức lên ngôi vô địch World Cup 2014. Thông tin này được người đại diện Hiệp hội Bảo hiểm tại Đức xác nhận, bảo hiểm này sẽ đảm bảo tuyệt đối cho đôi tay của thủ thành Neuer khi tham gia bắt bóng tại Bayern. Từ nay thì anh có thể hoàn toàn an tâm thi đấu hết mình cho hùng sám vì tất cả mọi rủi ro từ thi đấu cho đến luyện tập thì đã có hợp đồng bảo hiểm khủng lo chu toàn. Mục đích của việc bỏ ra vài triệu để mua bảo hiểm cho thủ thành Bayern Munich là nhằm tránh những điểm xấu mà có thể sẽ dẫn đến việc cầu thủ phải từ bỏ sự nghiệp thi đấu.
Neuer là một trong những thủ môn giỏi nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Chính vì vậy mà việc mua bảo hiểm cho đôi tay này là một việc cần thiết và không hề phí tiền chút nào cả. Năm, bàn tay 10 triệu đô. Tiếp tục là một người gác đần vĩ đại, kẻ cứu nguy cho Tây Ban Nha và cũng là người từng bị nói là tội đồ của Real Madrid nhưng vẫn vĩ đại, đó là Iker Casillas. Iker Casillas đã mua bảo hiểm cho đôi tay lên đến 3 triệu euro với hãng bảo hiểm Groupama năm 2007 để bảo hiểm cho đôi tay vàng của mình. Với số tiền lớn như thế, nhưng Casillas sẽ không phải bỏ ra một đồng nào vì nó là một phần của bản hợp đồng nhằm quảng bá hình ảnh cho chính Groupama. Nhờ đôi tay bắt bóng xuất thần, thủ thành sân Bernabeu liên tục là sự lựa chọn số 1 trong khung thành của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha từ La Liga đến Champions League nhiều năm qua. Nhưng sau 25 năm gắn bó thì chàng thủ thành số 1 thế giới đã chia tay Real Madrid vào mùa hè năm 2015 trong nước mắt khi bước sang tuổi 34 để chuyển đến đầu quân cho Porto. Dù hiện tại thì Iker đã giải nghệ, thế nhưng tài năng của anh vẫn là tượng đài để nhiều thủ thành khác học hỏi và noi theo. Ngón tay cái 11,6 triệu đô. Một ngón tay cái thì có giá trị bao nhiêu? Thật ra thì chẳng có ai tính giá tiền của một ngón tay cái cả. Nhưng ngón tay cái của Fernando Alonso tay đua F1 kịp xuất có giá lên đến 11,6 triệu đô, được mua bảo hiểm bởi một ngân hàng Tây Ban Nha vào năm 2010. Fernando Alonso được xem là những tay đua F1 giỏi nhất thế giới với 2 lần vô địch thế giới và vô số giải thưởng khác. Giá trị ngón tay cái của anh quả là không hề thấp tí nào. Lúc đó thì anh chỉ mới bắt đầu lái cho Ferrari và ngân hàng Santander trùng hợp cũng đang khởi động một dự án bảo hiểm và chọn tay lái này làm người phát ngôn cho họ. Đối với những ai không rành về F1 thì trong xe đua thể thức 1, ngón tay cái là một bộ phận hết sức quan trọng vì nó dùng để điều khiển hệ thống của chiếc xe trong lúc lái. Năm 2010, CNN đưa tin ngón cái của Fernando Alonso được mua bảo hiểm bởi ngân hàng Santander vì lúc đó Ferrari đang có hợp đồng làm ăn với họ. Bảy, mắt cá chân 12 triệu đô. Tùy theo cảm nhận riêng của bạn thì bạn sẽ cảm thấy ghét hoặc là thích mắt McGuire trong trường hợp bạn biết về vận động viên này. Vào năm 1998, khi mà anh chàng và Sammy Sosa tổng bận xấu ở công viên một trận ra trò thì anh chàng phải vội vã đi mua ngay một gói bảo hiểm cho mắt cá chân của mình vì anh bị trật chân và phải chịu đựng một cơn đau dai dẳng vì hành động anh hùng của mình. Hãng bảo hiểm Lloyd, nổi tiếng của London, đã sẵn lòng ký một chính sách đặc biệt theo nguyện vọng của mắt McGuire. Nhưng phải xác định chính xác các gân và dây chằng nào thuộc mắt cá chân, chứ nếu không cứ đau mắt cá chân rồi đến đòi tiền thì tiền nào mà chịu nổi. Một phần hợp đồng được soạn thảo bởi người của Lloyd có nhắc đến việc mắt McGuire phải chọn đúng phần mình cần bảo hiểm thì mới duyệt hợp đồng, nếu không thì còn khuya. Về sau thì mắt McGuire bị điều tra vì sử dụng androstenedione, một chất khiến cho sự nghiệp của anh bị hủy hoại. Đôi chân 128,6 triệu đô. Vì là cầu thủ được cưng chiều nhất câu lạc bộ Real Madrid, cho nên không lấy làm gì lạ khi mà ông chủ của Santiago Bernabeu đã tăng tiền mua bảo hiểm cho đôi chân của chàng tiền đạo Cristiano Ronaldo thêm 3% vào năm 2013. Theo đó, số tiền bảo hiểm đôi chân của Ronaldo được đẩy lên đến 116 triệu euro. Số tiền ban đầu là 100 triệu euro trước đó, tương đương với 55,3 triệu euro cho mỗi chân, tức là khoảng 128,6 triệu đô la. Sở dĩ người đứng đầu của Real Madrid làm như vậy là bởi vì họ sợ rủi ro sẽ đến với đứa con cưng trong lúc thi đấu. Gói bảo hiểm này cũng được liệt kê vào hàng khủng trong làng túc cầu. Song, so với tiền bối Beckham thì vẫn còn kém một bậc. Ronaldo vẫn nhận được bảo hiểm trong trường hợp anh không còn khả năng thi đấu. Đôi chân 100 triệu đô này thật sự chính là báu vật đối với Ronaldo cũng như là đối với câu lạc bộ Real Madrid. Tuy nhiên hiện tại thì Cristiano Ronaldo đã không còn là trụ cột của Real Madrid nữa. Anh đã chuyển sang thi đấu cho Juventus. Không biết Real Madrid có tiếc số tiền bảo hiểm khổng lồ đã bỏ ra không nhỉ? Chín, đôi chân 160 triệu đô.
Năm 2006, David Beckham đã bỏ ra 160 triệu đô để mua bảo hiểm cho đôi chân của mình, bao gồm cẳng chân, bàn chân và ngón chân. Số tiền được cho là con số bảo hiểm lớn nhất trong giới vận động viên thể thao từ trước đến nay. Không chỉ chi đậm để đảm bảo cho đôi chân vàng, chàng cầu thủ đình đám nhất thế giới cũng bỏ tiền mua bảo hiểm cho các bộ phận cơ thể khác nữa, trong đó có gương mặt trị giá là 40 triệu euro. Cựu tiền vệ Real Madrid nhận được tiền bảo hiểm trong trường hợp anh không còn khả năng chơi bóng hoặc là những bộ phận được bảo hiểm không may bị biến dạng. Đó là một số tiền không tưởng, nhưng đối với một siêu sao như Beckham thì điều đó chẳng đáng bao nhiêu. Bởi vì theo nhật báo The Sun, thống kê vào năm 2016 thì khối tài sản của ngôi sao người Anh này đã vượt qua con số 500 triệu bảng. Đồng nghĩa với việc cựu cầu thủ này đã vượt qua khối tài sản của nữ hoàng Anh Elizabeth đang sở hữu. Đôi chân 606 triệu đô. Trước đây thì ai cũng cho rằng gói bảo hiểm chân và khuôn mặt của David Beckham là đắt nhất, cho tới khi một nhân vật xuất hiện và chiếm lấy vị trí đó. Không ai khác ngoài Lionel Messi, nhân vật cộng cán của câu lạc bộ Barcelona, tiền đạo số 1 thế giới hiện nay. Messi đã được ekip cộng sự thân tín tư vấn về việc mua bảo hiểm cho đôi chân, giúp anh trở thành tượng đài sống trong làng túc cầu thế giới. Thông qua sự tư vấn này thì Messi đã làm việc với đối tác là một công ty bảo hiểm có tiếng tại Italia. Theo giao kèo của đôi bên, tiền đạo hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Barcelona sẽ đóng đều đặn số tiền dao động từ 300.000 cho đến 400.000 euro mỗi năm cho công ty bảo hiểm. Tính ra, gói bảo hiểm đôi chân mà Messi đã mua có tổng giá trị lên tới 550 triệu euro, tức là khoảng 606 triệu đô. Đó thực sự là một con số gây chóng váng với bất kỳ ai về mức độ khủng từ gói bảo hiểm trị giá lên tới nửa tỷ euro của Messi. Các ngôi sao thể thao thì luôn bảo vệ thân thể ngọc ngà của họ bằng cách mua bảo hiểm, cách đơn giản và đảm bảo nhất. Giá trị của từng hợp đồng sẽ tỷ lệ thuận với giá trị của siêu sao đó, càng nổi tiếng thì càng có giá. Các bạn đừng quên like, comment, subscribe và nhấn ngay chuông bên dưới cho tiếp nhận các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!